Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lock Hải kênh tin tức cộng đồng Binance Việt Nam như vậy hiện tại đã có rất nhiều app nằm trong hệ sinh thái chính thức của Binance đã tích hợp thành công được SDK thanh toán và vấn đề còn lại chỉ là thời gian và trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ được sử dụng số B mà chúng ta đã sở hữu để có thể trao đổi hàng hóa trong hệ sinh thái này và có rất nhiều bạn thắc mắc rằng khi vào hệ sinh thái này thì giá của B sẽ là bao nhiêu và giá do ai quyết định xem hết video này các bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình Đầu tiên thì cái app thương mại điện tử nằm trong mạng sinh thái chính thức của Bi Network sẽ không can thiệp vào việc định hình giá Bi mà giá Bi là do người bán quyết định và nó cũng tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường trong hệ sinh thái cũng như phụ thuộc vào quy luật cung cầu của từng sản phẩm và với phần trăm Bi là đồng tiền của thế giới nên giá Bi do chính cộng đồng tạo ra người bán sẽ đặt giá cho sản phẩm ví dụ một chiếc điện thoại iPhone 13 có giá là 10 Bi nhưng khi người bán trao đổi 10 Bi thì uh, chắc chắn sản phẩm rất ít người mua Thế là anh ta hạ xuống còn 8 bi thì lượng người mua tăng vọt Chứng tỏ sản phẩm này đang rất rỉ Thế là anh ta lại tăng lên 9 bi uh, Là một mức giá hợp lý và sức mua ổn định Và giá bi còn phụ thuộc vào uh, quy luật cung cầu của thị trường Ví dụ có rất nhiều người muốn sở hữu iPhone 13 Nhưng trong hệ sinh thái chỉ có vài nhà cung cấp Lúc này lượng iPhone 13 trong hệ sinh thái là cực kỳ khan hiếm Cho nên giá iPhone 13 sẽ tăng lên và bạn phải bỏ ra một số bi nhiều hơn để sở hữu nó và ngược lại. Nếu lượng iPhone trong hệ sinh thái rất nhiều và tràn lan thì sẽ có sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và thế là số bi bạn bỏ ra để sở hữu iPhone 13 là ít lại. Mình có một ví dụ thực tế như là các bạn thấy trái vải ở Việt Nam chẳng hạn khi vào mùa thì ai ai nhà nhà cũng đều có vải. Lúc này nông dân người ta sẽ bán tháo tức là cùng nhiều hơn cầu thì thương lái mua với giá rất là rẻ nhưng cũng một trái vải đó nhưng ở một nơi khác nhu cầu sử dụng hoặc là nhu cầu tiêu thụ rất là cao thì giá bán của nó là cực kỳ cao Bi cũng vậy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái và với luật cung cầu của thị trường Trước BGM hoặc là Bipartamon sẽ không can thiệp và ngay cả Bicotim hoặc là tiến sĩ Nicolas cũng không can thiệp được vào giá B Network Bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về B Network Xin chào và hẹn gặp lại